bỏ hết đó. Đúng rồi. Cái gì? Cái con nào của hát mà hát đồ bỏ đó nữa, phốt đồ. Hello anh em nhá. Rồi, máy mình mới ráp. Ok. Nước đồ ngon lành anh em. Nắp đầu em, để này vô luôn em trai. Đây, nước ngon lành nha anh em. Bên kia nữa từ bấy chưa xiết vào đấy, lấy cà lê và xiết vào luôn không quên. Rồi hát bơm đo luôn 2,8. Rồi và đặc biệt anh em vào đây chúng ta cùng nhau phân tích trên xe H này cũng mới lắp máy, lấy cà lê 10 xiết này lại luôn không ngày mai quên này. Rồi hôm nay hai cục máy mình đã đăng lên thì bây giờ mình đã lắp xong em, tất cả đều là em, trời đang mưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tìm đúng rồi ta đó làm rồi không quên nha. Quá thì thầm. Ngày lắp 4 cái máy xe ga cũng dễ anh em ạ. Rồi bây giờ tất cả anh em nào ok giúp Đình Tuấn cái ban này nha. Nhiều anh em bảo phân tích. Rồi thì phân tích dùm chút. Đây. Rồi tắt ballast đi. Yeah. Ok. Rồi. Rồi ở đây anh em phân tích dữ liệu có chỗ nào sai, anh em nào comment đúng không ạ, bắt ra cái bận sai trên con thông số này nữa em gửi cho cái cạc 1 triệu. Ok chưa? Đấy, nhờ những anh em nào bảo phân tích dữ liệu ở trên này, phân tích dữ liệu này bảo cái nào sai nữa chỉ em làm đúng cái đó nữa em tặng cho 1 triệu cái cạc, tặng luôn 10 triệu cũng chơi. Rồi những anh em nào chuyên gia về phân tích dữ liệu, rồi mời anh em đáp vào trong này ạ.
Rồi đầu tiên nó sẽ là RPM, mưa thì em sẽ nói lớn hơn cho anh em dễ nghe. Thời gian phun chấm 1 2 chấm, chấm 9 2 chấm. Góc dẫn lửa 12 độ. Bướm ga điện áp MAP O2 tố U nguyên liệu. Lúc này đang là trừ 10. Yeah. Rồi để qua bên này các anh có thể nhìn thấy là gì, điện áp của cả biến MAP MAP ở dưới cùng. Nó đang là 1V2 cho tới 2V4. Đó. 1V1 cho tới 2V5 nha. Đó. Ở đây là anh em nào chuyên gia phân tích dữ liệu, anh em bảo cái thông số này vậy là chuẩn chưa? Còn nếu anh em nào bảo sai chỗ nào, em tặng ngay 1 triệu vào cái cạc điện thoại. Đó. Những anh em cao thủ nào mà bảo phân tích dữ liệu ra bận thì mời anh em vào trong này, có chỗ nào còn sai em tặng luôn 1 triệu vào cái cạc. Đấy, hoặc là để im con xe ở đây, can tới xử lý em tặng cho 10 triệu đến 20 triệu. À, nếu biết chỗ nào sai. Rồi, MAB đang là điện áp đang là 1V1 cho tới 2V5 nha anh em. Rồi MAP 37 36 cho tới 81 88 90 đi. Rồi 95 98 luôn đi. À. Rồi. Được chưa? Rồi, trang đầu tiên. Và rất mong anh em chia sẻ cái video và cái clip này, anh em chia sẻ mạnh like lên nào. Đó. Chia sẻ anh em ơi. À. Rồi, chúng ta thoát ra, chúng ta phân tích khí thải. Rồi, anh em trả lời giùm em, tại sao con xe này tố ưu nguyên liệu đang là trừ 8, trừ 9, trừ 10 là ok, tại sao tỷ lệ hòa khí không nhảy lên ở 14? Phải. Đây, tỷ lệ hòa khí có 13,4, 13,3. Đấy. Đúng không? Đó. Và nhiều anh em bảo thông số đa số là nó chuẩn, nó sẽ nằm khoảng giải khoảng 14 phải mấy. Đó. Đấy. Trong vòng lập kín. Yeah. Và bây giờ những anh em nào chuyên phân tích làm sao để cho tỷ lệ hòa khí này nó sẽ nhảy lên là 14 phải. Và trong này đang sai cái gì để nó không thể nào tỷ lệ hòa khí lên 14 phải được. Thì nếu chỉ đúng, đúng không? Cái nào sai em gửi luôn 1 triệu hoặc là 10 triệu. Rồi anh em tăng tên những anh em nào có chuyên môn phân tích khí thải vào giùm em. Yeah. Ok. 10 triệu đêm nay. Đúng không ạ? Các anh em nào mà chuyên ra bảo cầm cái máy đọc lỗi này ra bận. Thì bây giờ con xe này làm sao để tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy. Em tặng luôn 1 triệu hoặc là 10 triệu luôn. Xin chào thầy Đạt. Thầy Đạt vào góp ý giùm em cho vui thầy Đạt ơi. Thầy Đạt à? Không. Yeah. Nếu ok thì em có thể là em để con xe ở đây, mời các anh tới đây các anh làm luôn. À, các anh coi thông số, các anh bắt ra cái này bị hư cái gì, em tặng luôn 10 triệu để cho nó nhảy lên tỷ lệ hòa khí lên 14 phẩy.
Thầy Nam Đạt vào comment để lấy giải thầy ơi. Rồi rất mong anh em và đặc biệt là thầy Nam Đạt vào comment. Comment làm sao để tỷ lệ hòa khí lên 14 phải mấy thay cái gì trên con xe này. À, lấy ngay 1 triệu hoặc là 10 triệu Việt Nam đồng. Rồi nhịp ga mấy cái cho các thầy luôn. Thôi để đây cũng được. Hả? À, dắt vô luôn, dắt vô rửa mặt luôn. Dắt xe vô luôn. Đấy. Ngồi ghế đàng hoàng, phê quá. Đâu? Ok. Hai xe đang nổ rô đai luôn anh em. Rồi, tiếp tục. Em rất mong những anh em nào chuyên gia về phân tích dữ liệu trên máy chẩn đoán bảo nhìn máy biết bị cái gì, làm sao để tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy và xe này cần phải kiểm tra và thay cái gì, em tặng ngay 1 đến 10 triệu Việt Nam đồng. Nhanh lên mọi người để lấy tiền mọi người ơi. Và lúc này tối ưu nguyên liệu SM đang trừ khoảng 10-11%. Rồi thông số ở đây RPM đẹp, thời gian full cũng ok đó. Em lát ra cái nữa em vào dữ liệu động cơ cho mọi người. Nhiều anh em lớn nào phân tích giùm em. Rồi trừ tới 12 luôn. Rồi nhịp ga mấy cái nha. Rồi. Xe chạy ngọt nha anh em, đừng nói là tắc bô. Xe đụng là nổ không cần lên ga nha anh em. Vào phân tích lấy tiền anh em ơi, lấy tiền. Anh em nào quen, anh em nào học giỏi rồi tăng vào giùm em chút nha. Rồi, cái này là phát trực tiếp luôn nha anh em. Mình chơi đẹp luôn nhá. Chỉ cần anh em bảo ở trong này sai cái gì, thay cái đó để được tỷ lệ hòa khí lên tới 14 phẩy. Ok, mình sẵn sàng 1 triệu và 10 triệu gửi tặng anh em luôn. Đây. Con này SH 27, 28 nha anh em. Đó. Đây. Rồi MAP. Không thấy anh em nào comment nhỉ? Comment anh em ơi, lấy tiền anh em ơi. Tay ga Quốc Cường. Comment anh em phân tích giùm em cái để lấy 1 triệu đến 10 triệu anh em ơi. IACV hiện tại đang là 74-75 bước. Rồi.
Không có anh em nào lấy tiền à? Treo giải thưởng luôn anh em ơi. Anh em nào chuyên gia phân tích dữ liệu giùm em cái lấy tiền nhá. Đây. Có cần em lấy motoscan nữa thì ok em lấy luôn cho mọi người motoscan nữa. Đấy. Được. Và Smartoon lúc này là đang đỉnh nha anh em, giá 20 triệu con anh em ơi. Chưa. Coi chung cái gì? Có anh em đặt câu hỏi gì ở dưới comment giùm em nhá. Loa anh em ơi. Sao văn có ECT còn nhiêu vôn sư phụ? À ECT còn nhiêu vôn. Đây ECT. ECT còn 663 milivôn, nhiệt độ đang là 95 độ. Cái gì heo sữa hả? Đọc lại câu hỏi giúp em. Câu hỏi bây giờ sẽ đọc lại cho anh em nè. Theo cái thông số như thế này, anh em bây giờ tư vấn Đình Tuấn thay cái gì để tỷ lệ hòa khí nhảy lên con số 14 phẩy? Đó. Anh em coi dữ liệu trên máy chẩn đoán. Bây giờ trên con xe này làm cái gì để tỷ lệ hòa khí lên 14 phẩy là anh em lấy tiền thôi. Em thua rồi. Hôm nay bỏ ra 1 triệu tới 10 triệu để mua lại cái ngu của mình. Bởi vì mình không biết. Thì mình sẽ lên đây nhờ những anh em nào chuyên gia về phân tích máy chẩn đoán. Phân tích để biết nó hư cái gì mà nó lại lên, không lên 14 phẩy. Hay cho em con xe mới. Yeah. Rồi thì hôm nay anh em sẽ lấy ngay 1 triệu và 10 triệu đêm nay. À. Loa. Anh em tăng những cao thủ vào. Tăng những anh em là học cao á. À, học giỏi về phân tích dữ liệu chui vào lấy 1 triệu nào, lấy 10 triệu nào anh em ơi. Tiền đây. Em nổ tài khoản ngay. À lộn, nổ tài khoản thì không cần tiền mặt. Chốt luôn chứ ông phải thử sư phụ. Văn có bảo ECM, ECT quá êm rồi. Thay kim phun thử lên 14 công sư phụ. Làm luôn chứ không thử. Lấy tiền là không thử. Thử bây giờ là lấy kim luôn rồi. À, thích thì lấy kim Valeo luôn. 150 lắp vào. Bây giờ chỉ cần anh em cao thủ tiền bối nào bảo phân tích dữ liệu biết ngay bị cái gì, mang vào đây, tăng vào đây, lấy 10 triệu.
chỉ cần bảo cho tôi thay một phát cái món đồ gì để cái tỷ lệ hòa khí này nhảy lên 14 phẩy, lấy luôn 1 triệu hoặc là 10 triệu. Rồi thông số cho coi. Thích kiểm tra cái gì, áp bơm chơi tẹt bô. Chơi tẹt bô với anh em luôn. Rồi anh em vào đây. Xe này map zin luôn. Không gì map nhá. Đây. À, ở đây mình không chơi remap nha. Phiên bản phần mềm 1101. Được chưa? Đó. Ok không? Trời mưa quá anh em ơi. Mình coi mình nói to vậy anh em có nghe không? Alo alo. Rồi có nghe nhá. Ok. Đây phiên bản zin. Tiếp tục phân tích tiếp. Đúng rồi, cho quạt quay đây chút. Dũng nóng thế Dũng. Nhiệt độ 96 độ C rồi anh em ơi. Nhịp ga mấy cái. Bốn ngàn vòng. Rồi, nhiệt độ lại xuống 92 độ C. Khi chúng ta kéo ga cao thì lúc này quạt quay nhanh, nước giải nhiệt tốt hơn. Rồi, tiếp tục phân tích nhá. Nhả ga ở trạng thái 4.800 vòng RPM. Lại phân tích khí thải tiếp. Đây, ở trong vòng lập kín. Tỷ lệ hòa khí mà cứ có 13 không. Rồi. Không nhảy được 14 anh em ạ. Thời gian full chấm 9. Đánh ban đâu anh trai? Trời ơi, con xe này em đang like trực tiếp. Bộ em lắp đây mà ban gì anh trai? Đây. Đây, ban gì đâu? Chẳng có cái ban gì cả. Này. Tháo bộ e ra cũng vậy nhá. Ban đâu anh em? Chẳng có cái ban gì cả. Ở đây là không có thử. Anh em nào ở đây lấy tiền chốt luôn. Yeah. Anh em nào ở đây chốt luôn cái ban này bị cái gì luôn, em làm luôn. Yeah. Được chưa? Ok, lấy tiền một phát em thay kim luôn. Kim của em ở đây không thiếu. Mà không hết bận thì không nên comment. Đâu ấy? Sao hành cho Dũng giờ con, bão mưa cho em. Em mua mấy chai nước uống luôn đi. Không đổ hay gì uống đi. Nhá. Ok, lấy tiền Lê Ngọc Sơn.
Và Trần Trung có lấy tiền không? Lấy tiền Đình Tuấn thay Kim Phun ngay mà không hết thì sao? Đó. Phần mềm Zin Hoàng Dương ơi, là Hoàng Dương. Phần mềm Zin ăn chay ơi. Nạp phần mềm cái gì nhỉ? Phần mềm Zin mà nạp cái gì? Đây. Phần mềm ở đây mà em có can thiệp cái gì đâu. Em ở đây là không remap. Đó. Đi vô nhà ngay, không mưa. Trời ơi. Đi vô sau. Đây điện thoại cho mượn chút nữa. Được. Múc cả nước uống vào. Đi con. Bố cho là biết mật khẩu. Chú ơi, nhờ chị sau. Nhờ sau đấy. Mật khẩu cây là không chị. Đây. Buồn ghê ông ơi, không thấy anh em nào phân tích. Anh em tăng Sơn Nam vào nào. Đâu Sơn Nam đâu. Sơn Nam đâu nhờ? Nam Sơn. Sơn Nam. Sơn Nam vô. Rồi xin chào anh Phúc nhá. Tiếp tục phát ra, em phân tích mạnh lên để lấy 1 triệu hay lấy 10 triệu nào. Chỉ cần chốt một phát, Đình Tuấn chơi cho anh em luôn. Đó. Ok. Đó, cho ba lát lên luôn. Mua trà xanh nữa để tí uống. Đi uống nhà con. Đây anh em. Đó, em tặng anh em 2 cạc 500. Vô anh em. Đặc biệt những anh em nào chuyên gia về phân tích dữ liệu nhá. Em mới khoái. Cô đưa cô tèo. Cho anh xin thuốc Dũng. Đủ đá quá. À, em bắn cái cạc luôn nè, 1 triệu. Dạ. Yeah. Đi bên kia ngồi ăn con sẽ bị ra. Bỏ đi luôn đi. Úi giời, chiếc xì. Răng trắng rồi, kiểu hàm răng đẹp lắm. Chưa sâu cái nào luôn. À, trong cái chưa bị hư nào luôn. À, mình ăn kẹo nhậu nhẹt đâu mà hư. Em gửi anh em 2 cạc này nha. Rồi giúp em chút anh em ơi, giúp em một túi anh em ơi. Em gửi cạc cho anh em 1 triệu nha, giúp em chút.
Bây giờ em tăng thêm 500 ngàn nữa nha anh em nhá, cho anh em ok nhá, 500 ngàn nữa là 1,5 triệu. Em gửi anh em cái cạc. Ok. Coi như em làm con xe này hề vốn. Rồi em gửi anh em cái cạc 1,5 triệu nhá. Bây giờ thay cái gì để cho tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy? Alo. Rồi. Làm gì trên đó? Làm gì xe tự động? Lại thay buji nữa hả? Buji sư phụ thay rồi. Thay buji rồi em ơi. Anh ơi. Thay buji rồi mà. Bây giờ có chốt không nào? Lê Ngọc Sơn có chơi không? Chơi để thay nè. Má xe này dễ gì mà bị kim phun anh em. SH218 mà anh em. 218 đời này chưa bao giờ thấy hư kim phun nhá. IC hả? Trời IC. Nhanh lên anh em ơi, em gửi anh em 1,5 triệu giúp em cái anh em ơi. Đồ hết bài rồi. Mày vô lấy 1,5 triệu đi. Giấu. Giấu vô vàng lấy 1,5 triệu. Trời mày để toang hết. Lại lọc gió nữa, em chốt chưa? Văn có ơi, anh chốt chưa? Để em mở lọc gió. Lại lọc gió nữa. Lọc gió mới nha. Lọc gió này tháo bỏ luôn nha. Em đưa anh cho tôi biết, em tháo mẹ lọc gió luôn. Đưa tôi biết đây. Rồi tháo lọc gió luôn. Tháo luôn. Đây. Đây. Ok, tháo luôn nha. Nè. Đó. Thay cả miếng oxy hả? Đủ thay hết. Thay này thì há mồm rồi. Thay cả miếng oxy. Đủ này. Thay cả miếng oxy này nó đốt tiệm anh trai ơi. Anh Nguyễn Hoa ơi, cái này vào cái hàng mà thay oxy nó đốt tiệm á. 10 phút sau là nó mua xăng đốt tiệm á. Anh em không lấy tiền của em à? 1,5 triệu toàn châu xanh. Giúp em cái ban này cái mọi người ơi. Vẫn có. Xe ngọt mà thay xăng Lê Ngọc Sơn vớ vẩn nhỉ. Thợ thầy mà chán thế nhỉ. Mẹ con xe nó ngọt thế này mang cái thay xăng. Này.
xe người ta ngọt thế này, mang cái tay xăng đây, xăng còn nửa vặt này, nửa bình này, nó có hụt ga rồi, thay xăng, thay xăng này, đốt tiệm đây, có hụt ga đâu đây nè, có hụt ga đâu mà thay xăng nè, đây hụt ga đâu thay xăng đây, đang nổ này, chưa lắp nồi thôi, cứ tầm bậy tầm bạ phán lung tung hết. Tôi lại dối lên, tôi lại đi thay cả xăng nữa, lại oxy nữa, chết. Tiếp. Tháo bỏ ép ốc gió hả? Cái xe này làm gì có ốc gió? Xe này van garanti tự động mà. Rồi, đây. Ok. Mưa, áo mưa đâu? Bảy sao cái áo mưa, lượng lên mấy áo mưa ra. Trời mưa thì thủ áo mưa chứ. Nhanh lên cứu em cái mọi người ơi. Rồi tiếp tục một tờ nữa. Em gửi cái cạc 2 triệu. Coi như em làm cái xe này lỗ, em sẵn sàng bỏ ra để mua cái khôn. Anh em nào chuyên gia về phân tích chữ thải vào comment giúp em gửi 2 triệu. Được chưa? Đấy. Để ngày mai em có bài học, em làm con xe này tốt hơn. 2 triệu. Đấy. 2,5 triệu luôn, nếu anh em nào chậm em sẽ tăng lên để em mua lấy cái ngu. Rồi lấy 2,5 triệu em gửi anh em mua cái cạc, gọi chắc vài tháng mới hết á. Anh em muốn phân tích cái gì, lấy cái máy gì, em làm cho mọi người cái máy đó. Phiên bản em phải là zin nha. Đừng có nói là remap. Không có map map gì ở đây hết á. Đó. Rồi muốn bỏ lọc gió hay lắp lọc gió là tùy anh em. CC này. Tiếp tục. Em quay camera cho mọi người yên tâm, không bao giờ nhòe mới rung tay nhá. Quay để mọi người phải nhìn rõ nét, không có chập chờn. Bởi vì em chuyên gia dạy online mà, em phải biết là quay camera như thế nào. 5 tờ. Làm con xe này lỗ luôn. Thời gian 37 phút, 38 phút rồi. Áo mưa đâu? Áo mưa kia đây mà. Màu hai cái áo mưa, áo mưa trên đóng góc kia là tổng áo mưa rồi. Đồ áo mưa nhà này một rừng áo mưa mà chú phải chết cái mày để đâu vậy? Kéo chân nó nhẹt nữa. Trời ơi, nhà này áo mưa, đồ áo mưa, đục đóng áo mưa trên đó rồi. Mang anh em thừa biết sao lại chi ăn à, cái này là mình mua anh em, cái này mình làm sao để cho anh em cho nhiệt độ lên. Sao nhiệt độ cao thế, bây giờ xe này đang nổ ở RPM ở dòng tua thấp mà lên nè, thì nó lại tụt nhiệt độ này.
Xe hai bánh đơn giản là xe này nổ guarantee. Ở trạng thái 1600 thì đương nhiên giờ BM nó nhỏ thì đương nhiên nhiệt độ phải tăng chứ anh. Còn anh chạy có khi nào anh chạy ở tốc độ guarantee đâu. Ok mọi người, cái đó đơn giản nhất. Em gửi thêm mọi người 500 ngàn nữa là 3 triệu luôn này. Mọi người sai này. Mọi người giúp em là cái ban này ok 3 triệu rồi đó. Đâu, anh em nào ok. Trời áo mưa quá trời trong đó mà em trai. Có để rơi hết đâu, dùng đâu hết rồi. Một bao áo mưa luôn mà Dũng. Này, camera em nét nẹt đây nha mọi người nè. Đó. Dạ. Em chỉ cần là biết anh em nào giúp em giỏi về phân tích dữ liệu, đúng không? Thật giỏi. Vào đây chỉ làm em làm sao để thay thế cái gì trên con xe này để cho tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy là ok. 3 triệu em gửi uống nước, cà phê. Sẵn sàng bỏ tiền ra để mình mua cái khôn của người ta. Bởi vì mình không biết thì mình sẵn sàng mình phải bỏ tiền. Còn nước không? Còn nước không? Còn nước đó không? Mày uống chưa? Không uống à? Để chai kia bỏ tủ lạnh cho con. Đâu còn áo mưa nào nữa không? Áo mưa đâu nữa? Đầy áo mưa đó mà. Đó. Áo mưa đầy đó mà. Thôi bây giờ anh em ăn cơm đi nhá, em về ăn cơm. Em hẹn mọi người đúng 21 giờ em like tiếp. Nếu anh em nào biết phân tích cái xe này hay cái gì trên con xe này để cho tỷ lệ hòa khí rơi lên khoảng 14 phẩy, em sẵn sàng gửi vốn là 3 triệu thì Tuấn nói là phải làm. Và đêm nay chỉ cần anh em chốt cho em một phát bảo Tuấn ơi mày lấy cái này mày thay. Nhà em cũng có con SH, em luộc qua em làm cho mọi người luôn. Được chưa? Đây. Ở đây đồ không gọi là thiếu bao giờ là từ thiếu. Còn anh em muốn lấy đồ mới thì đồ mới. Muốn lấy đồ trên con xe này thì mọi người cứ bảo bây giờ ở bị cái kim hay là bị bộ ba cảm biến hay là cái gì, chỉ cần chốt cho em một phát em mở con xe này ra, đúng không ạ? Để cho tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy, em sẽ gửi mọi người 3 triệu. Và đêm nay có cái vui hơn nữa, nó sẽ là tăng lên khoảng 4-5 triệu cũng có. Còn mọi người muốn thay đồ mới em thay luôn. Ở đây kim, bộ ba cảm biến hầu như không thiếu. Còn mọi người lấy đồ của con SH này là ok luôn. Đó. Sẵn sàng để mua lại cái phân tích dữ liệu. Từ anh em bảo nhìn ra cái thông số ok. Đó. Ở trong vòng lập kín. Đúng không? Thông số đẹp nhất nó sẽ rơi vào 14,1, 14,7 trên 1. Đó. Em chỉ cần nó rơi lên khoảng 14, gọi là 15, 13,5, 14, 13,5, 14. À, giao động, giao động, giao động. Đó. Ok, cha đẹp. Rồi, hai đứa chuẩn bị áo mưa về con. Rồi, bây giờ em về nhà cho cháu nhỏ tắm rửa cái đá. Hẹn mọi người khoảng 21 giờ đi. À, bây giờ là 20 giờ, em về nhà tắm rửa cháu nhỏ. Đó. Tắt anh cái xe kia luôn. Rồi thì 21 giờ hẹn anh em, có thể là chậm một chút xíu, 21 giờ 10 em tiếp tục ra ngoài này cả đã. Giờ đưa cháu về nhà cho nó tắm rửa. Đó, chưa ăn gì. Rồi cảm ơn mọi người.
Sơn Nam, anh rất mong tối hôm nay em hỗ trợ anh cái ban này. Sơn Nam, anh sẽ gửi em 3 triệu uống cà phê. Đấy, nếu anh em nào đêm nay giúp được em, ok, anh em cho xin số tài khoản. Tuấn sẽ gửi đúng 6 tờ mệnh giá Polymer 500. Nếu mọi người bảo ở cái xe này thay cái gì, thì mình sẽ làm trực tiếp cho anh em kiểm tra tỉ mỉ, đó, để cho tỷ lệ hòa khí lên được 14 phẩy. Đó, đây, xe tất cả hoàn hảo. Bô yếc mọi người yên tâm. Đây, tháo ra hết rồi, két nước rồi, ngon lành. Này, bô e này, đó, dục luôn. Đó, SH. Đấy, mọi người cần cái gì thay, nhưng tuyệt đối chỉ thay một món nhá. Còn mọi người bảo em kiểm tra cái áp bơm này, em kiểm tra mọi người, đúng không ạ? Bô e em loại trừ cho mọi người luôn. Bô mọi người thích em lấy cái bô của xe em, nhưng mọi người phải báo một phát một là phải ok. Đừng có tí nữa là bộ 3, tí nữa lại van garanti, tí nữa lại là kim full, thì hầu như nó không hay. Đó, được chưa? Đừng có nói động cơ nhá. Đừng có ai bảo cái động cơ này có vấn đề nhá. Có động cơ có vấn đề là em cân ngay 100 triệu ngay đó. Đó. Còn nếu anh nào tối hôm nay 21 giờ em live stream bảo cái này bị hở xúc bắp hoặc là bị bít tông, thì phải em cân ngay người đó 100 triệu ngay nhá. Cái động cơ này em mới làm. Dám tuyên bố với mọi người điều đó luôn. Chỉ cần vào phân tích dữ liệu bảo cái này xúc bắp sai, căn cò sai, mà em tặng luôn 100 triệu. Nói về cái động cơ này nha. Đó, nói về sai bít tông, sai cam cò, hoặc là chỉnh cam cò bị căng đấy, hoặc là bị già. Đừng có nói động cơ, còn ở trong này mọi người cứ phán cái gì, em gửi 3 triệu nước. Mau lẹ. Máy này đừng có nói, máy này ra là chạy luôn, khỏi cần roda nha anh em. Riêng ở đây làm bít tông bạc, roda chán rồi, thích thì ra chạy luôn, thoải mái. Bởi vì ở đây mình làm quả bít tông làm nhẹ nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả những anh em, những người bạn, người thân của Đình Tuấn luôn theo dõi cái clip video. Mình hy vọng rằng bắt cầm cái máy, mẹ bắt được ra bận, ok. Mình chỉ cần cái tỷ lệ hòa khí rơi lên khoảng 14 phẩy là anh em thắng cuộc. Để mình mua, lấy chất xám. Để ngày mai mình gặp con xe như vậy, mình biết, bị hư cái này. Nên nó cứ khoảng giải 13 phẩy, không lên được 14. Mất tiền, sẵn sàng, chuyện nhỏ. Rồi, hẹn anh em 21 giờ, xin chào. Hai mươi mốt giờ, ok nhá, xe này để im đây luôn.